Cắt đứt liên lạc. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với con game Call of Duty God của mình nha. Đây sẽ là những cái video để kết thúc cái con game này anh em ạ. Sẽ tiếp tục những con game việt hóa xịn sò khác này. Dạo này những cái team mà việt hóa đang làm việc rất là tích cực anh em ạ. Thời mà nhiều game mà hay có việt hóa xịn thật sự luôn ấy. Thì ở cái nhiệm vụ lần này là bọn mình sẽ dùng một cái chiến thuật gọi là cái thế gọng kìm anh em ạ. Mình sẽ chia ra làm hai, một là mình sẽ tấn công ở dưới mặt đất và một là mình sẽ tấn công vào cái trạm không gian để chiếm cái quyền kiểm soát vũ khí của địch đó. Thì đầu tiên là cái bộ phận ở dưới mặt đất mình là phải giống như là một cái đội tiên phong á, để phá hủy cái hệ thống phòng ngự cũng như là cảnh báo ở dưới mặt đất trước cái đã, thì ở trên kia họ mới tiếp cận được. Uầy, thời bà coi Brutti không thể nào thiếu những cái pha gọi là bắt xe tăng bắn nhau mãn nhãn này đâu. Trời ơi, có thể xe tăng đúng kìa. Phải cần tới ba cái dù để hãm lại á. Đâu, thằng nào ra đây? Đây có địch, có địch. Trời ơi, tim tôi bắn dữ gì trời. Xe tăng mà chạy nhanh phết nhờ. Hồi xưa anh em mà còn bé mà cứ nghĩ xe tăng là nó đi giống như mấy cái xe mà của cái công trình đấy, xe bánh xích đó, xe múc đồ chạy từ từ. Ai ngờ xe tăng nó chạy nhanh vãi rồi. Trời, tôi bắn địch chứ trời. Hình như mình nhớ là mấy chiếc xe tăng này nó giáp nó không có trâu bằng những cái con game mà kiểu thế chiến thứ hai, con Tiger đồ á. Tăng hồi xưa của Đức nó gọi là con dĩ vậy. Mà mình nhớ giáp nó châu cực luôn á. Hệ thống đạn gì? Trời ơi, la liếm ở đây làm cái gì xe ta? Ai là máy bay? Ôi bọn này nó trả đam kinh thế nhờ. Ôi nó trả sát thương kìa nè. Trời ơi, mấy anh lính này người ta núp mẹ nó đi, người chạy chia để bị kén chết. Ôi thật sự. Cái gì đây? Đem xe tăng ra nhau mà bắn, cái đem chiếc xe này ra làm cái gì trời. Thế công của bọn mình mạnh quá. Liếm làm cái gì? Đây. Một cái. Thả khói ra. Khỏi nhìn băng đêm. Máy bay mình bị yếu rồi kìa. Tung phòng không nè. Còn đây nữa. Ui bắn hụt mẹ rồi. Hụt thì chúng ta làm lại. Đấy, hàng phòng thủ của địch đã bị hạ rồi, em thấy không? Ok, sao lúc này không dịch? Bây giờ là tới đội của không quân ạ. Bả cái chữ. Đây mới chính là biệt đội của thằng nhân vật này anh em à, Head nè, Head với thằng Logan. Sáu nồng mày đỉnh luôn. Con mau buông súng trốn đi hết trời.
ơi, nó bắn 6 đồng nó mới cha. Trời, bắn 6 đồng làm nhớ lại đột kích của anh em ạ. Điều này là phải chơi choáng. AM249. Cái súng phụ của mình là cái gì nhỉ? Cái này thì mình thấy nó giống như cây G36 hay là bé to vậy. Đâu, để coi lại coi. Nó hiển thị lên anh em ạ. Trời ơi. Cái chiêu của mấy phim Mỹ nè. Bảy sọ. À, cây bét to rồi, đúng rồi. Cây bét to đây mà. Command, trajectory updated. Preparing to launch warhead. Be advised, the area is covered by multiple B-75. Trời ơi, bọn mình mới vừa đem biệt đội xe tăng vô thôi là sang bàn hết rồi. Ảo thật đấy. Hãy phóng cái thứ thử cái này nào. Thời gian qua gia chạm là 9 phút. Cái ông Rocker ở đây và đã chạy xuống với cái chỗ con tàu. Cái ga nằm đâu dưới đây này anh em ạ. Nhiệm vụ của bọn mình là phải trả thù cho cha nữa. Lúc này hai anh em mình cãi lệnh của chỉ huy luôn, của ông Medic luôn. Từ Mini ơi. Uầy, thằng anh mình nó bừa kinh thế nhờ. Thằng anh mình nó có bị bắn quái đâu. Mẹ sát thương mình toàn nhận không à. Mấy con độc ti nó điêu cho đó anh em ạ. Mồ mình thì không sao đâu, mình thì toàn là bị bắn thôi. Cái vector này là súng SMG ấy. Dạng súng tiêu liên, khi bắn sao thấy nó hơi đuối. Phải lấy xuống máy ra vừa rồi. Trời ơi, nó biết trước luôn kìa. Bảy phút nữa gia chạm. Ôi, ở đây không có bình xăng cho mình bắn nhờ, chứ tụi là đông quá. Thôi nói chứ lúc vô chứ mấy cha. Đấy, anh em thấy không, nó dồn sát thương cho mình không à. Mày mà bắn ảo lắm nha. Bắn mình thở không học luôn kìa. Thấy rồi. Hai cái súng gì mà tản vậy? Có đông viên à. Trời ơi, cái viên cuối cùng với tôi hạ quỷ kia. Nó hết luôn. Còn kìa, vẫn còn kìa. Ơ gì anh trai, ừ,
lên 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 lên. Rồi sẽ có lúc này nó không dịch nhầy. Rồi hệ thống không không của địch nó đã kích hoạt rồi nè. Quá trời luôn, địch nó tới quá trời luôn kìa. Vì nó đang tập trung ở cái cây cầu. Rồi của mình chuẩn bị tiến vào nè. Đây. Đúng rồi. Bảo kê ra vậy. Đúng kiểu mẹ cho hút mã luôn anh em. Bừa kinh thật chứ. Anh em ơi. Ai da. Mày trâu hả mày? Trâu tao bắn lâu cũng chết à. Sẽ đi bốc lớp. Đây rồi. Giáp bọn này yếu lắm. Chạy nhanh thế. Ây còn nữa kìa. Đi mình phải nhanh di chuyển nó khỏi khu vực này nè mà nó bắn rác quá. Thì mình bắn lộn rồi. Đây mới đúng nè. Đấy. Hay á. Chạy. Ui, giáp trầu thế. Hay á. Con lốn bại rồi anh em ạ. Hay quá, bộ mình nó cover không hiền nát. Ai. Ôi, cái hệ thống phòng không nó cuối cùng nó bị tiêu diệt kìa. Wilson thằng đồng đội mà chắc chết rồi. Chắc bị sức ép của vụ nổ là chết rồi nên là xe mình hư mẹ luôn rồi. Mình phải đổi xe gấp. Còn người sẽ còn cơ hội. Tổ lái. Thời gian qua chạm còn có mấy chục giây nữa kìa, Ní ơi. Giờ là chỉ có cái súng phóng lựu của Stan này. Thôi. Xe tăng nãy giờ còn bay gần mình nữa chứ. Mình phải di chuyển khỏi khu vực này. Mấy thằng khùng cùng tụi nó kia nó nổ chết bây giờ, mấy thằng điên. Nhưng mình bỏ toàn được 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc. Không biết lúc đầu bao nhiêu chiếc anh em ạ. Giờ còn 4 chiếc. Bây giờ mình mới tiến hành cái giai đoạn 2 nè. Là ở trên trạm không gian. Đó, bây giờ ở dưới mặt đất nó sẽ không cảnh báo được cho trên cái trạm không gian này. Nên bắt đầu ở trên cái biển đồ trên cái trạm không gian này ha. Bắt đầu tới giai đoạn 2 này anh em. Để mình chiếm cái quyền kiểm soát trên đây. Nói chung là hai bên nó bị cắt đứt liên lạc thôi. Giống như nó bị mù, nó bị điếc luôn rồi. Federation reinforcements are in pursuit of ground forces. Sit rep. Giai đoạn 2 này có cái tên nhiệm vụ là Loki. Make it fast, Axel. We're taking heavy ordnance down here.
Lại là cái chạm không gian này à. Trời ơi, đầu game cũng có chạm không gian lên bắn nhau này, xong mình hy sinh luôn. Rồi, vừa mới nói xong đồng đội mình hãy chỉa luôn rồi. Ây da. Hên quá, địch chính ta là phân biệt bằng cái màu áo, nó cũng dễ nhìn anh em ạ. Mình sợ nhất là cái kiểu mà màu áo giống nhau ấy. Mày núp hả mày? Chị dơ hả mày? À, núp này. Súng là súng gì mình không biết, nhưng mà được trang bị cấp 4 anh em. Chết rồi. Ừ, cửa chính là cửa nào ta? Ở đây rú rồi nè. Không cho thằng nào ra hết. Tiêu diệt từ trong trứng nước luôn. Lìa. Thấy anh em thấy không, bắn với team mà có đồng đội nó chỉ ra chỉ điểm cái vị trí á, bắn nó mới phê. Ô, bắn chết được thằng kia kìa. Ảo thật chứ. À, chắc là bên mình sẽ đi vài móng đồng đội đây. Không biết có thanh niên nào hy sinh trong đây. Trung úy Colin. Ê. Ê, đâu lên chui ra vậy mấy cha. Ôi, thằng nó chưa chết à. Núp không à, trời ơi, núp kê không à. Đồng quá à. Đâu ấy. Á, à, cái thằng quỷ này nó núp, nó không ngủ. Doan ơi là Doan. Đền cửa. Á, bồ đế bắn mà núp với ta. Trời ơi, sợ thật sự luôn á, mấy thanh niên này. Icarus, be advised. We've lost the carrier fleet. Give me a sit rep. Near the control room. We're taking the direct approach now. Keep pressing. We'll have to breach the exterior wall. Nó núp đây đã. Nó núp mình cũng phải biết núp anh em ạ. Nguy hiểm quá. Ê, bên đây mình đúng nè. À, nó bắn đầu ấy. Chắc nó bắn vô cái chân mình á. Ui, nó đông quá trời luôn. Mình tính. Bắn đi bồ ơi, đừng núp nữa. Có mấy đứa đâu mà. Còn là tôi bắn không à, bắt đầu mới thông báo lia. Mẹ sợ mấy thanh niên này thôi. Thì ra bọn nó đang bảo vệ cái này nè. À, bây giờ mình phải đặt bơm phá hủy nè. Cái nắp, xong rồi mình mới chui vô. Đặt thuốc nổ. Vô lý nhờ, nếu ở đây mà khi mà sự xảy ra cái vụ nổ á, nó sẽ tạo ra một cái lực đẩy sẽ văng đi chứ. Những cái thiết bị nó sẽ bị ảnh hưởng chứ đâu. Cái này là một cái loại bơm để nó thiết kế riêng nhờ, dành cho những cái môi trường không trọng lực ấy. Chả giải thích mẹ gì hết. Ngồi bắn bể chim luôn. Đi. Dùng bảng điều khiển đây rồi mình thấy là nó sáng sáng nè. Mayor, be advised, we have control of the station. Copy, Icarus. We're sending you enemy positions. Hit them hard. 3, 4 và 8 đã sẵn sàng. Mình chỉ cần 3 cái vệ tinh thôi. Trái để bắn. Bây giờ mình dùng chính cái vũ khí của bọn nó để tấn công bọn nó luôn em. Tiêu diệt những cái căn cứ còn lại của bọn nó luôn. Trời ơi, 3 cái vệ tinh nó thải ra. Trời ơi, nó phi cái lũ đẻ kìa, tên lửa xuống kìa. Rồi, mục tiêu được tải lên 100% luôn. Tiểu đoàn thiết giáp hạng nặng. Đây, tiểu đoàn thiết giáp hạng nặng. Một bé.
hai bé, ba bé. Wow, dã man thật sự, trời ơi. Viện binh phía nam đã bị vô hiệu hóa. Icarus Axel, ghosts are on the train moving southwest through your targeting area. Hold your fire. Repeat. Đồng minh trên tàu không bắn, cẩn thận. Đây rồi, cái tàu này là hai anh em mình lên để chia đuổi cái thằng ấy nè, ông Rucker nè. Đây có một cái tiểu đội khác. Thứ gì chịu nổi. Ê, mình bắn gần quá lại hai anh em trên tàu có bị sao không ta? Dã man quá anh em à. Trời ơi. Cái giáp hạng nặng đã bị vô hiệu hóa. Thấy. Để em. Không có tuổi. Nó dậy cho nó nhanh anh em ạ. Đỉnh thật sự. Có chăng là chỉ có chiếc máy bay của bọn nó mới thoát được thôi, chứ còn mà dưới mặt đất là banh chặt hết á. Còn được 2-3 móng còn sống mà không ăn thua. Kỳ hoãn lệnh trước đó. Cái lệnh trước đó là mình không bắn, bây giờ là kêu bắn luôn. Ủa sao âm mưu kiểu gì mà lại bắn một mình luôn vậy? Vãi. Thằng Medic nha. 15 phút trước là trước khi mà cái đầu tàu mình bị cái thằng Medic nó ra lệnh khai hỏa này mà. Nó đang dí theo Rusker đây. Lúc đó là hai anh em mình tự hành động luôn á, kiểu như để trả thù á. Bà mày. Em bắn rồi anh còn đấm chi cho đau ta vậy? Đây, mình nhớ rồi, đây là chính là cái cuộc chiến cuối cùng. Let's go. 15 phút mình mới tiêu diệt được cái bọn này. Không có cho tôi nhiều đạn được không trời? Đang ở phía trước tàu đúng không? Mình cứ cong lên thôi. Lắc quá. Thấy rồi. Khó lắm nha anh em nha. Rồi nó vừa bắn nó vừa thủ nè. Vừa rút lui nè. Cho nên nó sẽ đưa lưng cho mình bắn. Không được, hai với tụi mình mà đi song song chỗ này thì kiểu gì bắn trúng nhau à. À, tụi này nó cũng bắn MP5. Cho nên là mình có thể lấy được đạn của nó. Hợp lý đó. Cái tàu lắc lư như vậy giữa thân bằng nó khó rồi mà tụi mày nó cũng bắn nhau nữa, ảo thật. Không có chỗ núp luôn á. Có thằng anh mình nó có chỗ núp, mình để có chỗ núp. Anh giả man quá. Mình chỉ cần dính thêm vài viên nữa là mình sẽ chết nè, mình bị đỏ rồi nè. Kiểu đang bị mất máu anh em. Ủa rồi đó. Mấy chồng anh mình đi trước được á. Ê. Lâm đạn. Toàn là quay lưng bỏ chạy, để hiểu tụi này nó thủ kiểu gì luôn. Nhanh lên. Ủa? Bạn cần phải ở trên nào? Ok. Đi trước đi đại ca. Ôi sao tôi cũng nhảy mà nó cũng bị gớt trời. Chết tôi rồi, mới đủ đạn để bắn bọn này không nữa. Đau quá, mấy con quỷ. Trời ơi, đông vậy. Mày
đông bắn lâu. Ơi phải có cái gì để bắn với cái bọn lá trực thăng này chứ nhờ, mình quên mất tiêu rồi. Crap quá. Bắn hạ tay súng đi. À ok. Nào bắn. Nó đảo ghê quá à anh ơi. Bốc khói rồi, bốc khói rồi. Được, tiêu diệt được. Trời ơi, bắn rụng như mít luôn á. Trời ơi, anh ở đâu sao nãy giờ anh không bắn, để em bắn không vậy. Phải nhảy nữa hả? Thôi đi theo anh mình cho chắc anh em ơi. Má tí mình bắn trúng anh rồi. Cho lụm đạn đi. Còn có mấy chục viên hả? Đi đồng nha. Anh mình lẹ thì chứ. Ai dạy đi mốc lớp vậy hả? Hả? Ê, có đạn rồi. Hên quá, nó bắn súng cùng với mình. Đâu, rocker đâu? Đây, cái cửa đây đúng không? Anh ơi, xuống mở cửa anh ơi. À thì đây là 15 trước bọn mình đã điện cho ông Medic bảo là nếu không ổn thì sẽ bắn vô luôn. Và cái mật hiệu chính là cái chiếu tướng. Hèn chi ổng mới ra lệnh cho cái đội kia bắn anh em ạ. Mình cứ tưởng đâu là ổng kiểu như ổng hy sinh bọn mình để hoàn thành nhiệm vụ luôn. Ai định mệnh cái thằng kia mày điên à, mẹ không gian này mà bắn OGB ngu. Mày cái thằng Logan yếu thế. Lost work. It's over. Thì ra lý do mà ông Medic kêu cái đội kia bắn một mình là lý do gì đây nè. Kiểu như mình mà không có khống chế, không kiểm soát được cái ông Rocker là mình phải bắn luôn, hy sinh luôn, hai anh em hy sinh. Mẹ rất may là cái đoàn tàu đang trên một cái con sông á. Nước bị tràn vô rồi kìa. Trời rớt tạp chạm tới đáy luôn rồi kìa. Phán. Ui. Ok để em. Mà mắc gì không đứng dậy đi mà bò vậy má. Cứ vậy không biểu sao người thân mình rồi đồng đội mình nó chết. Cái súng này rất là lực anh em ơi, khả năng là sẽ xuyên qua thằng anh mình luôn á. Trời ơi nó xuyên nó tấm kiến phía sau lưng luôn rồi kìa. Rồi xong nước tràn vô luôn rồi. Kéo thằng Logan lên, cứu thằng Logan đi. Chắc là bị trúng phần ngay bả vai à, phần mềm à. Hôm kia là chắc chắn hắn chết rồi.
Má nhiều lúc mình cảm giác như là quân đội nó giống như là gọi là siêu nhân á, nên cái quá gì làm cũng được. Trong cái hoàn cảnh này mà vẫn còn bế được một người ngất xỉu bơi lặn từ dưới trồi lên luôn kìa. Khổ đời hai anh em. Cái khúc này anh em nhớ để ý nha, là giữ chuột trái rồi giữ chuột phải, là bắt đầu đồng thời giữ cả hai phím. À, nó nói gì mình cứ bấm cái đó đi. Merrick, come in. Merrick, do you copy? Hesh, Hesh, is that you? Yeah. Trời, làm lúc đầu mình không biết, mình chửi ông Merrick quá trời luôn. We're okay. And Rourke? Dead. He's dead. Copy that. The Federation's in full retreat. The rest of the payload's inbound to finish the job. Sit tight. Recon's coming for you. Ui cha. Đội xong là còn bắn gì nữa mấy ông cố. Anh cứ đùa em là mày nhân vật chính của game mà anh cứ đùa. Thế mình nghi ngờ cái cảnh yên bình này quá ta. God of Protect God. Đùa chứ Rocker đã chết đâu. Nhưng mà ổng bơi lên bằng cách nào? Tại sao mình không biết, đúng không? Em thấy vô lý không? Nếu như mà ổng tấn công từ phía sau lưng mình thì thật sự không thể nào chấp nhận được. Rõ ràng bọn mình bơi từ đó lên. Hay là ổng bơi vòng bên trước kia ta? Ờ, cũng có thể. Cô gần đâu? Ủa thằng hét đâu? Thằng trai mình đâu? Look at what you did. You're good. You'd have been a hell of a ghost. But that's not gonna happen. There ain't gonna be any ghosts. We're gonna destroy him together.